tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Được Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Xin lỗi anh chị em, hôm nay tôi bị cảm cho nên cái giọng của tôi nó hơi khó nghe một chút. Nhưng mà tôi hy vọng những lời tôi chia sẻ ở đây nó không có khó nghe. Giữa hai công việc thu nhận và chia sẻ, bạn thấy việc nào dễ? Chắc chắn việc thu nhận thì dễ, còn việc chia sẻ thì không dễ, nếu không muốn nói là khó. Bạn cứ thử nghĩ mà xem. Hồi xưa khi vừa mới chân ướt chân ráo tới định cư ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, vân vân và vân vân. Cái việc nhận từ những người bản xứ những thứ, ví dụ như bàn ghế, sofa, tivi, microwave, xe đạp, quần áo, thực phẩm, thuốc men, trái cây, tiền trợ cấp, food stamps, bảo hiểm y tế, vân vân. Bạn thấy có dễ không? Tôi nói thật, việc thu nhận đó không những rất dễ dàng mà còn vô cùng thoải mái nữa. Bạn đồng ý không? Còn ngày hôm nay, khi nghe cha sở, cha quản nhiệm, cha tuyên úy hay các cơ quan từ thiện kêu gọi chia sẻ cho những nạn nhân của thiên tai, động đất, của chiến tranh, vân vân, ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, bên Syria, bên Ukraine, giúp đỡ cho những người đang sống cảnh màn trời chiếu đất, đang đói khổ, đang cần nước uống, cần thực phẩm, cần gas để sưởi ấm thì sao? Bạn thấy có dễ không? Nếu câu trả lời của bạn là yes, thì tạ ơn Chúa, Deo gracias. Còn nếu câu trả lời của bạn là no, thì bạn đừng quá lo lắng. Bạn không phải là người duy nhất đâu. Ít nhất bạn cũng có một người có cùng suy nghĩ với bạn, nó chính là tôi. Người mà cách đây 20 năm đã từng cảm thấy chia sẻ là một việc không dễ dàng. Thế nhưng sau những năm tháng được học hỏi và tiếp cận với lời Chúa, tôi đã dần dần ngộ ra rằng việc chia sẻ là một việc khó khăn, không dễ chút nào cả. Nhưng nó là việc cần thiết và vô cùng là quan trọng mà tôi, một người Kitô hữu, phải làm. Tại sao vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì tôi chỉ là một người quản lý mà thôi, còn Thiên Chúa mới là chủ. Mà đã là quản lý kho hàng của Thiên Chúa thì Chúa nói ở trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 24 câu 45 là phải trung tín và khôn ngoan để cấp phát lương thực cho gia nhân đúng giờ đúng lúc. Lý do thứ hai là bởi vì đó chính là mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Ngài muốn tôi phải quảng đại và rộng rãi chia sẻ. Bài kết thúc Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew đã nói: Chúa Giêsu phán: anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Và thứ ba, bởi vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định cho thì có phúc hơn là nhận. Ơn phúc của Chúa ban cho thì nhiều lắm. Tôi chỉ xin đơn cử ra đây vài ơn phúc rất lớn lao sau đây. Thứ nhất là chính Chúa sẽ ban lại cho tôi những gì tôi cho đi. Bạn mở Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 38, bạn sẽ thấy Chúa Giêsu phán và khẳng định rằng:
anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bỏ đống bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đấy, mình cho thì Thiên Chúa sẽ ban lại. Thứ hai là tôi sẽ được Thiên Chúa ân thưởng. Chúa Giêsu nói, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Và trong ngày sau hết, khi Ngài đến phán xét thế gian này, Ngài sẽ ân thưởng cho những người mà đã rộng rãi chia sẻ cho đi. Ngài sẽ nói, khá lắm hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Dùng của cải tài sản Chúa giao để chia sẻ, để phân phát. Rồi sau đó tôi lại được chính Chúa khen ngợi và ân thưởng gấp bội như vậy, thì chẳng phải là lời quá rồi sao? Và cái ân phúc thứ ba đó là tôi sẽ được hưởng sự sống đời đời. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô đã khẳng định, hãy lo làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành. Hãy ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy anh chị em đang tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật. Dùng những của cải vật chất chóng hư nát, tạm bợ và hư vô ở đời này để đổi lấy sự sống đời đời, thì còn gì mà phải suy nghĩ nữa chứ. Lời quá đi mà thôi. Chia sẻ thì khó hơn là thu nhận, đó là một sự thật. Thế nhưng tôi tin chắc rằng nếu bạn và tôi nhận ra rằng chúng mình chỉ là những người quản lý. Thứ hai, việc chia sẻ cho đi là mệnh lệnh của Thiên Chúa. Và thứ ba, khi chia sẻ bạn và tôi sẽ nhận được rất nhiều phúc lộc ở đời này lẫn đời sau. Chúng mình chẳng mất mát hay bị lỗ lãi gì cả, nhưng chỉ có lời mà thôi. Thì tôi cam đoan việc chia sẻ sẽ dễ dàng lắm lắm luôn. Chúng mình cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn giúp sức để khi thu nhận và khi chia sẻ, bạn và tôi đều cảm thấy dễ dàng và thoải mái như nhau. Amen.